Ở trên trên cái xe có chút xíu mắc cười quá. Hốc rác đồ gì dữ lắm á. Dạ phù thủy. Ơi phù thủy con. Cái này nhìn giống như há cảo của mình hả mọi người. Nay nhân thì có thịt gà với xúc xích đó các bạn. Vẽ hình hai cái con chuột này với cái cảnh này không biết ra cái gì không nha mọi người. Một hồi nó sẽ xem kết quả nha mọi người. Vàng ôm luôn rất là ngon các bạn. Đây nè. Đây, xin chào ông bà cô chú hết không? Xin chào ông bà cô chú. Xin chào tất cả. Xin chào ông bà cô chú. Nói lại nè. Dạ chị xin chào ông bà cô chú ơi. Xin chào ông bà cô chú. Ông Chi nó luôn luôn lén lắc vậy đó cô chú. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Sáng nay hai mẹ con đang làm đồ ăn sáng nè mọi người. Hôm nay Chi không có đi học. Hôm qua Chi nó đi học mà mình cũng đi học luôn cho nên mình không có quay video mọi người. Hôm nay Chi nó ở nhà nè mình mới quay nè. Hôm nay ăn sáng rất là đơn giản luôn, để mà cho cô chú coi sáng nay chị ăn gì. Ôi mua cái cỏ bê ra đây. Đây nè mọi người, mình làm cháo yến mạch nha. Cháo yến mạch mình bỏ vô trong cái lò vi sóng á, mình chế sữa vô xong bỏ vô lò vi sóng khoảng 2 phút là ăn rồi đó mọi người. Đây giờ hâm cái ly sữa cho Chi nè. Ly sữa cũng hâm bằng lò vi sóng luôn, khoảng nửa ly sữa. Mình hâm khoảng 40 giây. Đây nè, mình làm từ cái gói này nè mọi người. Ở bên đây người ta có bán nhiều cái loại yến mạch vô gói sẵn vậy nè. Có này là vị dâu với vị dâu với vị quất nè. Rồi có nhiều loại vị chuối, nhiều loại lắm, rất là ngon luôn. Người ta đã chế biến sẵn rồi, mình chỉ cần để vô trong chế vô sữa, vô tô. Xong rồi để vô lò vi sóng 2 phút là ăn được mọi người. Nó rất là thơm luôn. Và cũng có cái vị ngọt ngọt sẵn nữa, mình không có cần thêm cái gì hết. Nó cái này làm cái này như vậy đó, cho Chi ăn với chuối, Chi rất là thích cô chú. Bữa sáng của em Chi đã xong rồi nè cô chú. Sáng nay Chi ăn rất là healthy luôn, cháo yến mạch với lại chuối và một ly sữa nữa. Chào con bà cô chú. Bây giờ hai mẹ con sẽ đi ra ngoài đi dạo cô chú. Hôm nay trời không có nắng. Là trời hôm nay âm u kéo mưa suốt một ngày luôn đó, mình đã coi dự báo thời tiết rồi. Mà hôm nay Chi muốn đi xe đạp cô chú. Xe đạp để ở trong cái nhà xe nè. Bây giờ mình sẽ mở cửa lấy cái xe đạp cho Chi chạy. Nhưng mà trời gió mạnh dữ lắm, Chi có chạy xe nổi không? Hả? Trời gió mạnh con chạy xe được không? Lấy xe đạp nhỏ hay xe đạp bự? Nhỏ. Nhỏ hả? Ok, let's go. Đó cái xe đạp đó đó cô chú. Xe này không có cái bàn đạp, chỉ đẩy bằng cái chân thôi. Đây là cái rara của mình nè. Cái rara này là rara đôi đó mọi người. Để được hai chiếc xe hơi nhưng mà nhà mình chỉ để có một chiếc trong đây thôi. Còn bao nhiêu là đồ. Quá trời đồ luôn á. Những cái thùng giấy đó là chuẩn bị đem đi đổ đó mọi người. Đem đi ra ngoài cái chỗ mà thu cái rác đó. Mình phải chở ra ngoài đó đó. Bàn ghế gì mùa hè quá trời đồ trong đó. Nhiều dữ lắm. Ba cái thùng giấy là chuẩn bị đem đi bỏ. Trời đi nhanh dữ vậy ta. Mới đây ra tới đây rồi hả? Rồi let's go. Ok. Cái xe này hồi Chi mới có hơn 2 tuổi là mua cho Chi rồi đó cô chú. Tới bây giờ Chi 4 tuổi rồi Chi vẫn chưa có bự luôn nè. Chi còn nhỏ xíu luôn nè. Xe này thấy cưng dữ lắm. Rồi bữa nay quẹo phải hả? Ok. Ê, từ 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 để mình lấy cái cây ra. Rồi đi. Chị dẫn đường nha cô chú. Hôm nay tới ngày người ta đổ rác nữa nè. Những cái thùng của mấy cái nhà này người ta vẫn chưa có đem vô nữa. Tại vì nhiều người đi làm á, chiều về họ mới đem vô. Gió mạnh dữ lắm mọi người, lạnh lắm. Hôm nay 10 độ nhưng mà lạnh dữ lắm. Chi trên cái xe có chút xíu mắc cười quá. Mọi người thấy là ở bên này mình hay đi dạo sớm á, là không có thấy một bóng người luôn á các bạn. Tại vì ở bên này người ta cái kiểu như người ta cứ đóng cửa, mùa hè mùa đông gì cũng đóng cửa ở trong nhà hết á. Không những đóng cửa mà khi ở trong nhà đóng cửa còn khóa nữa đó mọi người. Người ta không có ra ngoài. Ví dụ như một ngày người ta chỉ đi ra ngoài khi cần thì người ta đi ra ngoài, người ta đi công việc gì.
Hoặc là nếu người ta không có đi làm đi nữa, người ta cũng ở trong nhà luôn. Một ngày người ta ra ngoài đường khoảng một lần, hai lần người ta đi dạo vòng vòng ở ngoài khoảng 20-30 phút. Như vậy là xong đó mọi người. Chứ không có ai ở ngoài cửa để làm cái gì hết á. Cho nên là khi mà mình qua đây sống khoảng hơn 2 năm rồi đó các bạn. Đã hơn 2 năm rồi, 2 năm rưỡi rồi đó. Nhưng mà mình không có quen ai hết trơn á. Cái nhà đối diện phía bên nhà của mình á, mình chỉ quen hai cái nhà đối diện với nhà của mình và cái nhà bên hông thôi. Cái nhà bên hông á, tay phải thì cũng gặp nhau vài lần ha. Có qua lại vài lần. Nhưng mà cái nhà bên hông mà phía tay trái á, là chỉ khi nào mà đi ra ngoài cửa gặp thì chào nhau vậy thôi, chứ cũng không có qua lại, cũng không có qua nhà người ta nữa mọi người. Còn những cái nhà mà cách nhau ở nhà mình đây nè, cách khoảng 20-30 mét thôi là mình không biết người ta là ai luôn. Như những cái nhà mà đối diện cái phía ở bên xéo xéo nhà mình, nó cách chừng 10 mét chứ gì, 20 mét gì đó, nhưng mà mình cũng không có biết mặt người ta luôn, không biết ai đang sống ở trong cái nhà đó nữa. Mình không có quen. Hoặc là chồng của mình ở đây cũng 5 năm rồi đó. Anh chuyển về đây khoảng hơn 5 năm rồi, nhưng mà anh cũng quen trong cái xóm này, quen được 5 gia đình thôi, 5 nhà thôi. Còn bao nhiêu là những cái nhà xéo xéo qua là không có biết ai hết đó mọi người, không có biết mặt luôn. Tại vì cứ ở trong nhà đâu có ra đường đâu mà thấy ai. Nhà ở đây không có dính liền với nhau nè mọi người, mà từng căn nhà tách biệt nhau, sẽ có cái sân trước và sân sau. Nhà nào cũng có hết á. Ở trong cái khu này thì mình không có phải ở nhà dính liền. Nói em Chi đi về đó cô chú. Em Chi chạy như đó là đi về rồi đó. Chi đi về hả? Chi mệt chưa? Ok. Mệt thì thôi đi về. Giờ về lấy đồ ra dẻ hả chị ha? Ok, đi. Mấy cái thùng vàng vàng này nè là cô chú, là cái đá người ta để muối á. Muối khi nào mà tuyết rơi á là người dân ở trong cái xóm này nè sẽ lấy ra rải đường cho tuyết nó tan đó mọi người. Cái muối không có giống như muối ăn của mình đâu nha, người ta gọi là muối mà mình không biết là cái muối gì, mà cái màu nó giống như là đá đỏ vậy đó mọi người. Như cái chỗ này là cách cái nhà mình chưa tới 100 mét nữa đó các bạn. Nhưng mà mình không có quen một cái người nào ở đây hết đó mọi người. Đã về nhà rồi nè cô chú. Chi nó giục áo khoác nè. Giờ sẽ thay cái áo khoác này ra, đi ra ngoài trước quét sân. Tại vì quét sân cái áo kia nó dày quá, sẽ nóng nực, với lại nó lượm thợm quá đó cô chú. Chi mặc được không? Để mẹ lấy bao tay cái. Đâu, Chi có gì đâu cho cô chú coi coi. Hả? Đây Chi có một cái chổi với lại một cái bao hút rác nè cô chú. Rồi let's go. Đây là cây chổi chà của mình sẽ hốt bỏ vào thùng rác này. Đây nè, quét xong rồi nè cô chú. Mình quét ở trước cửa đây nè, quét lá cây với lại dại ngoài đó luôn, ngoài cây ngoài lọ luôn. Một cái lá cây với cành cây khô á, nó gãy nó đổ tùm lum nè. Bây giờ lụm luôn mấy cành cây khô ở dưới gốc cây này nữa là xong rồi đó mọi người. Em Chi hồi nãy giờ em Chi cũng phụ được dữ lắm nha cô chú, cũng hốc rác đồ gì dữ lắm á. Dạ phụ thủy bay giỏi vậy đó hả trời. Phụ thủy ơi, phụ thủy con rồi, bay vô đây cho mẹ coi. Ôi trời, nó làm phụ thủy nó cởi chổi kìa, dễ sợ hả. Đây nè cô chú, Chi hút gơ cho nè cô chú. Trời ơi, quét làm gì mà khều khều dữ. Giỏi con, cảm ơn Chi nha. Rồi Chi ha, quét hết hốc cái đống đó luôn đi. Bà Chi bà làm được nhiêu đâu cô chú, bà làm có chút xíu cho bà chơi là nhiều đó. Mẹ làm thôi. Trời ơi. Đã vô nhà rồi nè cô chú, cái đây là buổi trưa, bữa ăn trưa của Chi Chi nè cô chú. Cái này giống như là một cái loại
Cái này nhìn giống như há cảo của mình hả mọi người, nhưng mà đây người ta làm bằng bột mì, với lại ở trong đây nhân thì có thịt gà với xúc xích đó các bạn, với có sốt cà chua nữa, ăn rất là ngon luôn. Cái này là món Ý đó mọi người, nhưng mà mình mua siêu thị sẵn đó, người ta làm hộp như vậy nè, là đồ tươi đó, xong rồi mình đem về mình luộc lên 3 phút là ăn thôi. Chi mà nó vô nhà cái là mở tivi coi liền cô chú ơi. Nè ăn đi con, đi lại đây ngồi. Rồi con không lạnh hay sao mà con mặc cái áo như vậy, nó mỏng manh dữ vậy? Hả? Chi không lạnh hả? Rồi sao mặc áo khoác? Trời ơi, Chi thích ăn cái này lắm cô chú. Khỏi phù cái mỏ luôn kìa. Ngon không? Ừ, thôi chị ăn đi. Mẹ đi làm đồ ăn trưa của mẹ. Mình ăn cơm nguội hôm qua mọi người, với lại canh sườn heo mình nấu với bắp cải với củ cải đỏ nè, vẫn còn đó. Mình ăn cho hết luôn, được chiều mình nấu món khác. Chi nó sẽ không có ăn cơm mà hai cái bữa liên tục đâu mọi người. Chi với ba nó đó, một tuần nó ăn chừng 2 lần cơm mà, còn như là nó ăn cái này cái nọ. Mình ăn cơm mỗi ngày cũng được đó mọi người. Hôm nay mình sẽ làm cái miếng sườn nướng tảng nè mọi người. Miếng sườn này mình đã rã đông rồi. Mình sẽ ướp, mình nướng nguyên cái tảng sườn này luôn. Mình sẽ băm hành, tỏi với gừng hết mọi người. Mình cho một ít hạt nêm hết mọi người. Cho một muỗng dầu hào nè. 2 muỗng cà phê mật ong nha mọi người. Mình cho thêm một ít bột nghệ nữa. Chút xíu bột ngũ vị hương nữa các bạn. Cho một muỗng nước mắm nè. Mình trộn đều lên ha. Tiêu nữa. Miếng sườn mình đã rửa xong rồi nè mọi người. Cái bề với cái xương này nè, mình sẽ cắt ra. Mình sẽ cưới ra vậy nè. Đây mình cứa cho nó đứt hết như vậy đó. Để một hồi nữa mình ướp thịt cho nó thấm vô đó các bạn. Mình cứ ướp đều miếng thịt ha mọi người. Mình ướp đều xong rồi mình để đây khoảng 30 phút. Nếu các bạn không có thời gian thì để 15-20 phút gì cũng được. Mà bây giờ mình sẽ để khoảng 1 tiếng. Tại vì giờ cũng còn sớm, nó khoảng 1 tiếng nữa thì mình mới bắt đầu nấu ăn. Cái phim lại xong rồi bỏ vô tủ lạnh nha mọi người. Mình nên để cho trong ngăn mát á, khi nào mình nướng thì mình lấy ra mình nướng. Sẵn ở đây mình sẽ làm thêm cái nước sốt này một hồi nữa mình quét thịt đó mọi người. Mình sẽ cho 2 muỗng ớt. Mình cho 2 muỗng tương ớt ngọt với lại một cái muỗng dầu hào ha. Chút xíu khi mà mình nướng thịt gần xong rồi đó, mình sẽ quét lên một cái lớp này nè cho nó đẹp. Bây giờ mình sẽ làm một ít dưa chua ăn cùng với sườn nướng mọi người. Ở đây thì mình có bắp cải nè, cà rốt với lại cần tây.
làm cho nó khô nước đó mọi người. Các bạn rửa xong thì để cho nó khô nước, nó ráo nước ha, rồi hả trộn nha mọi người. Mình sẽ cho 2 muỗng đường nha mọi người. Và giấm. Mình cho 4 muỗng giấm luôn ha. Mình cho khoảng nửa muỗng muối thôi, mình không dám cho nhiều, mình sợ mặn đó mọi người. Trộn đều lên. Mình trộn đều lên xong rồi mình để vô tủ lạnh đó. Tới lúc mà mình ăn mình lấy ra là vừa đó mọi người, nó thể thấm đó. Mình cho thêm một cái ớt vô đây nữa. Trộn đều xong rồi mình để tủ lạnh, khi nào ăn thì lấy ra ăn hết các bạn. Và khi nào ăn mọi người có thể cho vào một tí nước mắm cho nó thơm và cho thêm một ít rau thơm đó mọi người. Đây nè cô chú, bây giờ bày ra cho chi dẻ nè cô chú. Đây, quá trời đủ đồ nghề hết nha cô chú. Bây giờ mình cũng vẽ luôn. Hôm nay mình sẽ nhìn vô cái cuốn sách này nè. Vẽ hình hai cái con chuột này với cái cảnh này, không biết ra cái gì không nha mọi người. Một hồi nó sẽ xem kết quả nha mọi người. Đây nè mọi người, sau hơn một tiếng đồng hồ, tác phẩm thấy ghê chưa, giống chi chi vẽ quá cô chú ơi. Cái này là mình không có biết vẽ nha mọi người, hồi xưa giờ không có vẽ luôn á, bây giờ chỉ vẽ chơi như vậy thôi chứ không phải là giỏi đâu nha mọi người. Đây nè mọi người, thịt mình sau khi đã nướng 50 phút rồi đó là nó đã chín rồi đó mọi người. Mình sẽ đổ cái nước này ra nha, mình sẽ đổ cái nước sốt này ra nè. Bây giờ mình sẽ quét cái nước sốt lúc nãy mình làm hết mọi người. Cái nước sốt dầu hào với lại tương ớt ngọt á. Sau 10 phút rồi nè mọi người, bây giờ mình sẽ lật lại, mình sẽ nướng thêm cái bề dưới thôi. 10 phút nữa là được ha. Mình sẽ nướng thêm 10 phút nữa. Vàng ươm luôn, rất là ngon các bạn. Đây nè. Ở bên trong thì mềm, thịt thì mềm, ở bên ngoài thì vàng. Do mình đậy giấy bạc á, mình nướng 50 phút đầu thì thịt mình nó không có khô mà ở bên trong nó mềm, nó vẫn còn ướt, rất là ngon luôn. Bây giờ mình cắt ra nha. Cái dĩa này là của chi nè cô chú. Mình cho chi cái miếng này ít xương nè.
Đó, cái này là của Chi nè cô chú. Chi lên đây bưng nè. Còn cái này là của Kim. Của Kim cái món dưa chua này lúc trưa mình làm đó mọi người. Kim ăn với dưa chua và cơm lúc trưa mình làm đó. À, mọi người có rau thơm thì để vô thêm, nhưng mà mình ở bên đây không có rau thơm mọi người, cho nên ăn chỉ có bao nhiêu đó thôi đó. Có rau thơm thì càng ngon ha. Bữa tối đã xong rồi nè mọi người, xin mời cô chú anh chị và các bạn nha. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Nếu mọi người thấy thích video và yêu thương hai mẹ con em thì cho em xin một like và một đăng ký kênh nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.